động công ty dành cho mẹ còn có những món quà nhiều ý nghĩa từ sự trải nghiệm mà nhiều bạn trẻ chọn để thể hiện tình cảm của mình. Lớp học làm cơm hộp được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh chính là một cơ hội như vậy, và ở đây lấp lánh những vẻ đẹp lung linh của tình mẫu tử. Chờ cái gì cô nhớ nói gì trời chết, tôi thì cho tôi quay kia một đám luôn. Im lớp học dành cho ngày của mẹ hôm nay, dù đã chuẩn bị kỹ càng từ dụng cụ, giáo trình, nguyên liệu, nhưng tâm trạng của cô giáo vẫn tràn đầy sự đau đớn. Là món quà để tặng cho mẹ mình thôi, nhưng năm nay thì mình muốn làm một cái ý nghĩa hơn, đó là sẽ các bạn là được cả món quà là ý nghĩa tặng cho mẹ của tất cả các bạn. Thì mình nghĩ rằng ngày của mẹ của năm nay là một ngày rất ý nghĩa của mình. Đây cũng là lý do tiền đầu tư của năm mới học đăng ký tham dự lớp học này từ một tháng trước đây. Dù họ là những bé đẹp mặt nó nổi hết rồi đó, là hai mẹ con cùng dắt nhau đến học, hay là cô bé 6 tuổi chưa rành tiếng Việt. Một món quà ý nghĩa cho ngày của mẹ với họ chính là tự mình trải nghiệm những chăm chút vất vả của mẹ mỗi ngày với những bữa cơm, để rồi sau gần cả tiếng đồng hồ cần mẫn, hộp cơm với hình chú hổ ngộ nghĩnh đã hình thành, và nó sẽ trở thành món quà ý nghĩa cho ngày của mẹ và hai chị em Thiên Khải và Nguyên Linh đã quyết định dành cho người đã bao năm dõi theo từng bước trưởng thành của họ. Khi mà làm hộp cơm thì mình thấy rất là cầu kỳ, khó, rất là phức tạp. Mà mình rất là nghĩ về mẹ mình là hàng ngày thì phải là tranh thủ giờ làm rồi giờ rảnh để làm cơm cho mình. Thì trong đó là chứa chan những tình cảm của mẹ là muốn cho con mình là có dinh dưỡng tốt để có thể học và để làm việc ở ngoài. Thì mình cảm thấy rằng là mình rất là thương mẹ. Tối nay mình đem cơm về để mình tặng cho mẹ, đó là mình muốn chứng tỏ rằng mình rất là thương mẹ. Mẹ sẽ biết được cái tình cảm của mình để bù đắp lại những cái sự lơ tâm lơ đãng. Thì bà này muốn khóc gì rồi? Lơ tâm của mình trong thời gian qua. Trời, nói gì muốn khóc không vậy? Những hộp cơm dành cho mẹ ngày hôm nay, vì vậy càng như một lời chia sẻ tri ân sâu sắc dành cho bậc sinh thành. Và hẳn mẹ của Ngô Khải, cậu con trai đã ấp ủ lớp học này để có một món quà bất ngờ cho mẹ, sẽ hạnh phúc lắm với những yêu thương mà cậu gửi gắm qua món quà giản dị này. Giờ này có phải của mình đấy.